Rồi, Thiện Tiên xin chào quý ông bà cô chú buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh. Lúc này là đang có gia đình của bà ngoại đến nè cô chú anh chị ơi. Đó, sau khi mà đi viếng đám tang của cô Năm, mẹ của cô Năm cô chú anh chị, thì bây giờ là anh em về đến mộ rồi. Lúc này là có bà cụ đến rồi chị gái. Con chào bà. Chào chị. Ngoại đi thăm mộ của chú Vũ Linh cô chú anh chị. Vậy mà nhắc tên cuối cùng nhắc tên quên quên con trai nuôi. Phải nhắc mới nhớ. Ngoại ở đâu ngoại? Chi. Dạ. Củ Chi. Ngoại ở Củ Chi. Ở Phú Hòa Đông hay là ở thị trấn? Phước Hạnh. À, bầu chiều bà ngoại tới thăm cậu nè. Năm nay bà ngoại nhiêu tuổi rồi bà ngoại? Thấy chưa đón chúng xem. À, ngoài 80 tuổi. Bây giờ nó 80 rồi. Đi ngang mấy cô ghé đây. Đang đi ngang đây là cũng lụi đó. Vậy là mình có mộ người thân trong đây hả chị? Có mộ người thân ở đây. Không đi công chuyện đi ngang đi. Dạ. Dạ. Chị Tiên bữa nay có cái đầu đẹp quá ha, chị em cưới về hả chị? Baby nó mới trang điểm cho chị ngồi chỗ đó. Ngoại đó đó nhan nhan là ngoại. Thôi giờ để cây ra đây. À, quậy hấp nhiên rồi. Bà nhìn cậu kìa. Ngoại đứng nhìn mộ chú Vũ Linh. Bà ngoại ơi, bà ngoại thấy mộ của chú Vũ Linh sao bà ngoại? Ghé lần thứ ba, lần nào cũng khác rồi. Lần đầu cũng khác, lần dạ. Đến khác, lần dần khác. Dạ. Dạ. Vậy là mỗi lần đến là khác hả ngoại? Khác. Bà ngoại nói là ngày lần nào lên cũng thấy khác hết đó. Khác nữa. Thì ngày khác nữa. Thì sao ngoại lên là khác nữa đó ngoại. Bao lâu là ngoại lên một lần ngoại? Bà ngoại ghé mộ cậu, bà ngoại cười tươi quá chừng luôn. Lại lần này, rồi, cho ba lần. Mà khác hết. Dạ. Có chị gái dắt bà ngoại đi. Quay xe đi hổ. Quay xe lại về con. Rồi thôi con chào ngoại nha. Chúc ngoại về mạnh khỏe nha ngoại. Rồi con chào ngoại, chúc ngoại sống hơn 100 tuổi luôn nha. Giá lần thứ ba rồi để coi thứ ba. Chạy hoài nha, mốt mốt hoài chạy ngang ngang lần thứ tư nữa coi có khác lạ gì nữa không nha ngoại. Nay là nhất lần nhì, rồi lần thứ ba khác hết. Dạ. Lần nào cũng đẹp. Cho tụi con cảm ơn bà ngoại với cảm ơn chị nha. Đến tiếng mộ thương lên. Tạm biệt mọi người. Dạ, chào chị, chào ngoại. Chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Rồi bây giờ anh em là lau mộ buổi chiều của chú anh chị ơi. Sớm giờ cứ lộn lộn cái đám tang ha. Mà thấy cô Năm phải nói buồn, rất là buồn luôn. Hôm qua gọi cô Năm xin cái địa chỉ mà cô Năm khóc không nói nên lời luôn. Khóc không có biết địa chỉ luôn. Bởi năng nảy dữ lắm cô mới cho cái địa chỉ. Để cô xúc động của chú anh chị ơi, buồn.
Hình như là mẹ của Năm bệnh là cô tí nữa tốn mấy chục ngàn nữa rồi đó. Cô Năm chăm sóc không á? Cái ngọn dầu này như ngày hôm qua tới nay tắt luôn rồi. Hôm qua em có chăm không? Có mẹ. Đó. Vụ gì? Cái gì mà xách xe chạy vòng vòng vậy? Cái này mới nguy hiểm nè. Cái đèn nó bị nứt rồi bà con ơi. Thật nhẹ nhẹ nhàng nha, không biết là người cuối cùng là cái này mà ai mà leo lao mà không khéo là coi như là mắc 10 ngàn. Tại vì mấy anh em quy định đó, ai mà lao mà cái nào mà bị vỡ á là tự bỏ tiền túi ra đi. Không biết ai là sẽ người là người tốn 10 ngàn đây. Trong đây đâu ai làm chủ rồi đúng không? Đúng rồi. Cứ mắc thì mình bị bể là mình tự đi mua. Tự chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm hậu quả gây ra. Mua lại để cho mộ chú có đốt. Ôi chịu này khỏi chăm cái phần này rồi đó. Mấy em người hay lao mộ. Không quẹt anh Ngọc ơi. Anh với ai anh lên chạy về nhiều nhất luôn á. Thì đâu ai cãi. Có một việc thì cứ quên. Nó hạn chế chạy về nha. Chạy về là bị phạt. Nói vụ mà hồi sáng cái tấm chiếu là sau khi mà mấy anh em đăng lên á thì chị Hồng Loan cũng đã xem được ha. Cho nên là cũng đã nhờ anh Ngọc á là đem ra ngoài rồi. Sớm giờ thấy mấy chị lấy rồi, mấy ngồi chị, lấy ra mấy chị ngồi luôn rồi. Chứ không có để bình bầu nữa. Tại vì thường người ta nói là lấy đọc, cái đọc đi đọc. Đi đọc đi đọc. Lấy ngồi chứ không có không có bỏ. Không có bỏ mà cũng không có để trên một gần mộ chú. Bên mộ chú nữa. Tại vì cũng có rất là nhiều bình luận của khán giả là kêu đem dọn mình không nên để. Tại thường mình để lên mộ vậy á là giống như là mình đang gọi là nó không có nên á. Không nên. Đó. Nói chung là mình không biết như thế nào nhưng mà cái đó là không nên tại vì thường cái chiếu mà ta đáp á là đắp người chết. Là đắp người vừa mất. Vừa mất chứ không phải là người chết. Người vừa mất. Đó. Người ta mới đắp thôi. Mà ta đắp vì tai nạn giao thông. Chứ ở nhà cũng đâu ai chứ ở nhà cũng không ai đắp chiếu nữa. Chết ngoài đường là đó là mất ở ngoài đường, ngoài xá đó. Mà cái tự đắp chiếu đó rồi thì cái trong cái dân gian mà là nói này lao chưa? Biết liền à. Này lao chưa? Đắp chiếu hiểu là mà bỏ vô luôn á. Ừ. Còn ở nhà mà người ta vừa người ta mất cũng đâu ai đắp chiếu đâu. Nè. Rồi để em đem vô. Ở ngoài nếu mà ở ngoài đường á, người ta tai nạn á, người ta mới đắp chiếu như vậy. Có chiếu mình chế ở mình nằm ngủ thôi chứ. Chưa giờ là chị Bích lấy chải ngồi phải không? Thấy có bình thường không chị? Bình thường mà đúng không? Lúc mà cô gần về là cô muốn để lấy một lần nữa đó em. Cái mấy anh em lại ngăn cản. Cái cô sắp lại cô Bích là sắp còn là để lên nhưng mà mấy anh em lại chặn. Có khi nào cái cô này là bạn của ông máy không? Đây. Bình Pháp hả? Bình Pháp là bình Pháp là bạn của thành viên á. Vợ cũng thành thật. Vợ không phải vợ đâu, là bạn thôi. Nhờ về đây. Nói chung là mình cũng biết như thế nào nhưng mà khi mà đối với cái trường hợp này thì mình chắc chắn là anh em mình cũng phải chặn lại thôi. Mình hai chị không lo luôn chứ không có ai nào mà mình đợi mình xin phép xong mà mình lấy được mình chặn rước luôn tại vì mình đã thấy rất là nhiều rồi lấy dầu thơm phải xịt tinh hình cậu luôn em không cho phải xịt ở dưới bộ vậy hả không dám xịt luôn á đâu có dám xịt tinh hình đâu xong rồi cái đợt sau mà nghe mùi thơm nha có mùi thơm nha cái đợt sau mới đi hấp nhang xong mới vô mới xịt luôn rồi mới xịt ướt nhẹp rồi đó là dầu thơm của Pháp. Bây giờ là mọi chú cũng còn là trên dưới chỉ có 5-6 anh em thôi, không có còn nhiều.
nói chung là mình ở đây thì những cái gì mà nó trái không bị tụt thì mình cũng phải ngăn chặn ra thôi, tại vì nó hơi phản cảm. Nó phản cảm. Bà mang luôn, bà leo lên đó, cái chị mới nói chị ơi chị dép chị mang dơ, chị đừng có leo lên mộ cậu, nói muốn sực lại chị luôn nha. Đi ghê hả? Con xuống đó chị chụp hình luôn, chị quay luôn. Dạ. Ngọc nó không cho chị đăng đó lên, Ngọc nói thôi đi. Ủa mấy cái đó phải đăng lên cho tao thấy chứ. Đâu mà. Chỉ còn chú mình đến thắp hương cho chú là rất là quý đồ. Em đâu lúc đó em đâu. Ngọc cũng đang quay, Ngọc vừa đi qua đó chứ có Ngọc là tới số à. Còn mà những cái mà nó ngoài đó ra. Chứ nhìn tới số. Có Ngọc tới số thiệt. Mình phải xin phép gia đình. Mà gia đình ở đây là cụ thể là chị Hồng Loan á. Leo dép lên, thường thường bình thường leo nhẹ mà Ngọc còn không cho nữa chứ đừng nói tới leo dép. Chiều mấy anh em mình mỗi người góc nha, em lao góc dưới, anh lao góc bên đây nha. Rồi. Chị Bích lao góc bên kia, anh Phương lao góc bên trên. Đó. Anh em mình chịu có nhiêu đây làm tới làm lui, cũng quen với các công việc rồi. Rồi bây giờ là hấp hương cho chú. Trước khi ra về sẽ mời thắp hương xung quanh. Xong chưa em đốt luôn hả sao? Đó, cho nên nó rất là sạch. Cho nên khi mà mình đến mình biến mình đó chị thấy chưa cái mà thấy nó khác khác lạ là cái kêu Ngọc không à? Như cái bà kêu bà là để cái dĩa cái cây bà để trong này là chạy kêu Ngọc hả Ngọc? Vậy sao Ngọc? Ở hiệp mộ đâu mình nó biết, nhưng mà thấy hiệp mộ chú mà có người bước lên cái mình thấy nó sao sao á, cho nên anh em là lên tiếng liền à. Có nhớ nhớ đi tìm à. Nghe chị. Bây giờ 16 ít hấp hương cho chú nha, để háo ra. Đó. Sáng là bà hỏi mà, bà không biết đó là đất mộ, chú có. Không cho mà, em bỏ bên trước rồi em dỡ ra mà, chị thấy mà. Bữa nay 26 đúng không ta? Đúng. 26 gửi. Để hấp ngày. Hôm nay là ngày 26 tháng 5 năm nay. Còn chiều để đốt cho chú ba điếu thuốc chiều. Thì sớm đi là cũng hấp hương cho chú trước khi đi cô chú anh chị. Yeah.
của các anh em. Ở ở mộ chú cũng như là bàn thờ thì mời chú về hút thuốc chú ha. Đây. Hoa nè. Đó, hoa ha, trái cây, bánh trái. À, phía bên hông thì có rồng nè, cũng là cây thôi. Rồng là lục bình cũng là cây thôi. Còn lại thì không có để gì hết ha. Ở trên mộ có những cái hồ đèn sen. Đây là những cái hồ đèn của chị Hồng Loan. Chỉ là bốn cái đèn ở bốn góc mộ nè. Thì như các cô chú các chị thấy, nếu mà chúng ta để một để gọi là hai cái tấm chiếu. Cái cô hồi sáng là cô mang theo hai cái tấm chiếu. Mà để ra trên mộ vậy thì mình giống như là đắp chiếu lên mộ hai tấm chiếu được. Không biết là ý nghĩa là gì, nhưng mà trước mắt mình chúng ta nhìn vô là mình thấy nó có một cái gì đó nó phá cảm. Rồi tới đây thì cái video của Thiện Tiên buổi chiều ở mộ của chú Vũ Linh là kết thúc nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chiều tốt lành và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Thiện Tiên, cũng như là cập nhật những cái video mới nhất trên kênh. Tiên cũng có quay và chia sẻ trên kênh của 5A Bình Dương. Thì cô chú anh chị nhớ vào để ủng hộ kênh của 5A nha. Thì Tiên sẽ quay ở mộ cũng như là ở Hầy Sương Minh Thiện, cả hai kênh. Là cô chú anh chị nhớ ủng hộ. Và bây giờ là Tiên xin chào và hẹn cô chú anh chị trong những cái video sáng ngày mai.